tuổi trẻ các con chắc chắn sau này là chủ nhân tương lai của đất nước. Các thế hệ cha anh lớn tuổi già đi rồi phải trao lại đất nước cho các con, và các con sẽ là người quản lý đất nước này. Bác Hồ dạy rằng tuổi trẻ các con phải ham học này, ham làm, ham tiến bộ. Không thể tuổi trẻ mà lại lười học, lười làm và không tiến bộ, lại tụt hậu thì không được. Các con biết là sư phụ chắc chắn thế, là sẽ cả một đời này để là cái người trông vườn, ươm vườn, trí tuệ, và đặc biệt nhất là tuổi trẻ. Cho nên đối với tuổi trẻ là sư phụ nói là không tiếc một cái gì để trợ duyên cho các con tu dưỡng rèn luyện trau dồi đạo đức và trí tuệ. Sư phụ sẵn sàng xây trường, vùng nào vùng sâu vùng xa chưa có trường sư phụ xây trường để cho tuổi trẻ có trường học được rèn luyện, xây dựng thư viện để các con có chỗ đọc sách hoặc làm những cái việc gì trong việc giáo dục.